Thưa quý vị các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ test máy khoan đất khoan lỗ để trồng cây sầu riêng. Hiện tại thì chúng tôi đã trồng được mấy cây sầu riêng rồi. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục. Chúng tôi đang sử dụng máy khoan đất đẩy tay Takeo TK3B. Dòng máy khoan đất đẩy tay có động cơ 68cc, khoan được đường kính mũi khoan từ 10 đến 30cm. Đất cứng, đất có đá nhỏ và có nhiều rễ cây. Hiện tại thì chúng tôi đang sử dụng mũi khoan với đường kính là 20 để trồng sầu riêng. Máy khoan đất Takeo TK3B có hệ thống tay đẩy bánh xe giúp di chuyển dễ dàng và thao tác một người khoan rất là nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức. Bà con có thể nhìn thấy nhân viên của chúng tôi khoan rất là dễ dàng. Chỉ việc nhấn ga vào thả để máy tự khoan xuống. Với những dòng máy khoan động cơ 68cc bình thường, không có tay đẩy bánh xe trợ lực thì phải hai người khoan mới có thể dùng liên tục được. Đây là một lợi thế cải tiến tốt nhất trên thị trường hiện nay về dòng máy khoan đất. Bà con có nhu cầu khoan số lượng nhiều và đường kính lỗ khoan lớn và đất cứng có nhiều rễ cây hoặc sỏi đá thì hãy sử dụng máy khoan đất đẩy tay Takeo TK3B, dễ di chuyển, dễ sử dụng và không chịu nhiều tác động từ lực khoan rung của máy, sẽ giúp khoan dễ dàng và sử dụng trong thời gian dài.